Quý vị có câu hỏi không? Hiện tại chúng con có một câu hỏi à? Một câu thôi à? Được, vậy nói tôi nghe. Thưa sư phụ, có một cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong vài tháng đầu, nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden. Con số bị bắt bất hợp pháp đã tăng vọt, làn sóng người di cư đến Hoa Kỳ nhiều hơn bất kỳ giai đoạn nào trong 20 năm qua. Người ta cho rằng điều này đã được thúc đẩy bởi chính quyền của ông Joe Biden có chính sách biên giới cởi mở hơn. Ngược lại, các chính sách của cựu Tổng thống Donald Trump hạn chế chặt chẽ việc hợp pháp và bất hợp pháp. Ông chỉ đạo các viên chức nhập cư bắt giữ bất cứ ai sống trong nước bất hợp pháp. Xin sư phụ vui lòng chia sẻ suy nghĩ của ngài về vấn đề này. Phải Tổng thống Trump muốn điều chỉnh dòng người nhập cư từ các quốc gia khác vào Hoa Kỳ một cách trật tự hơn để bảo vệ người Mỹ cũng như những người nhập cư. Hoa Kỳ thực sự đã có một loại chính sách cởi mở rồi, như hàng năm mọi người có thể nộp đơn sinh sống và làm việc ở đó, trúng giải trong chương trình thẻ xanh. Ngày nay 55.000 người hàng năm có thể có cơ hội đó, cộng với bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn theo nhiều cách khác để sống và làm việc công khai tại Hoa Kỳ. Mở cửa biên giới là rất tốt, nhưng phải được thực hiện một cách có tổ chức, nếu không sẽ hỗn loạn. Như tôi đã đọc trong bản tin, chuyện này dường như dẫn tới một kiểu khủng hoảng biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Dạ đúng, thưa sư phụ, bởi vì quý vị không thể chỉ mở cửa biên giới mà không có kế hoạch trước. Ở châu Âu thì khác, họ có một khu vực Schengen, nơi cho mọi người các quốc gia khác nhau ở châu Âu có thể ra vào bất kỳ quốc gia nào khác, không cần biên giới, không cần trạm kiểm soát, không cần hộ chiếu hoặc không cần chứng minh thư nào. Nhưng họ đã chuẩn bị nhiều hệ thống, nhiều thiết bị hệ thống để đưa vào thực tế. Nhưng Hoa Kỳ và Mexico và những nước khác, như các nước Nam Mỹ, họ không lên kế hoạch, thế nên trong trường hợp đó sẽ không tốt lắm nếu cứ để mọi người vào như vậy. Bởi nếu quý vị nhận vào những người không đủ điều kiện, có thể mang mầm bệnh hoặc có tiền án hoặc những người có điều không tốt. Ngoài ra, nếu quý vị có kế hoạch trước thì sẽ không có như là một trung tâm để sàng lọc mọi người và cung cấp cho họ thẻ xanh để đi vào Hoa Kỳ, để họ có thể tìm việc làm hoặc có thể tìm người thân. Như tôi đã thấy trong bản tin, chuyện này có vẻ như rất hỗn loạn. Tất cả các trẻ em chen chúc trong những trại chật hẹp và rất, hầu như rất không tử tế, bởi vì họ đến Hoa Kỳ một cách đột ngột, nên những người ở biên giới không thể ứng phó kịp với dòng người nhập cư quá nhanh và có thể không đủ chỗ ở thoải mái và không đủ thức ăn, các thứ hậu cần. Như thế thì không tốt lắm, không tốt cho Hoa Kỳ, không tốt cho người Mexico và những người nhập cư khác. Tôi nghe nói rằng họ đến từ tận cả Honduras, từ những các quốc gia khác ở Trung Mỹ. Mở cửa biên giới là rất tốt, rất tử tế và rất tốt cho bất kỳ quốc gia nào. Khi cần thêm một số công nhân hoặc chỉ muốn thể hiện lòng hiếu khách, điều đó rất tốt. Nhưng trong trường hợp này, khi quá hỗn loạn như vậy thì thật tồi tệ cho những người nhập cư, nhất là đối với trẻ nhỏ. Tôi thấy các em thậm chí bị thả xuống qua hàng rào, bức tường biên giới, và điều đó rất tệ cho các em. Điều đó hạch gây tổn thương cho các em và rất khó cho các em nhỏ quên được loại trải nghiệm đau thương này khi còn rất nhỏ và non nớt. Và điều quan trọng hơn nữa là trong thời gian đại dịch, hầu hết các biên giới
đều đóng để bảo vệ người dân, và hiện tại mở cửa biên giới là không thuận lợi. Nếu trẻ em chen chúc ở cùng nhau như vậy, khỏe mạnh và không khỏe mạnh, điều đó rất tệ cho tất cả các em. Quý vị không nghĩ vì sao? Và tôi cũng thấy trong bản tin rằng nhiều người bị bệnh, như là họ nhiễm COVID-19 và họ vẫn được để cho đi vào Hoa Kỳ. Điều đó có thể gây lây nhiễm sang người Mỹ khỏe mạnh nữa. Như vậy là rất thiếu quan tâm. Điều đó không nên được thực hiện theo cách này. Việc nhập cư đáng lẽ phải có tổ chức hơn trước khi những người nhập cư có thể đến Hoa Kỳ. Nếu không thì mở cửa biên giới là điều rất tốt, tốt cho nước tiếp nhận, tốt cho người nhập cư. Và người nhập cư cần việc làm và họ sẽ được động viên làm việc rất chăm chỉ và đóng góp cho quốc gia đó, cũng như chính người nhập cư. Chỉ là chúng ta phải tổ chức trước, có một nơi tốt cho họ ở trong thời gian đó, và một số bác sĩ, một số nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho họ khi họ mới đến, và tổ chức hậu cần với thức ăn và quần áo và chăn mền, phòng ở và vệ sinh, những thứ tương tự. Đây thực sự là rất thiếu tổ chức, và điều này rất, rất là tệ cho các em được gửi đến đó, nhất là không có cha mẹ hoặc người lớn đi cùng. Tôi nghĩ điều này không được tử tế lắm, mặc dù ý định có thể là rất tốt, nhưng thiện ý không phải là tất cả. Thiện ý cũng phải đi cùng với sắp xếp hậu cần tốt và tất cả sự chuẩn bị để chào đón khách tới. Ngay cả ở châu Âu với hiệp định Schengen này, trong khu vực Schengen, trong thời gian đại dịch, các biên giới cũng đóng lại. Còn biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico lại được mở. Tôi nghĩ đó không phải là ý kiến hay vào thời điểm này. Ngoài ra, cách suy nghĩ của các nước châu Âu có thể khác với cách suy nghĩ của người Mexico và người Mỹ. Các kỳ vọng khác nhau, cách sống khác nhau. Trong Liên minh châu Âu, hầu hết tiêu chuẩn sống của mọi người đều tương tự nhau. Tất nhiên, luôn có người giàu hơn và người ít giàu hơn. Nhưng tiêu chuẩn sống ít nhiều đều tương tự giữa các quốc gia trong khu vực Schengen. Dù vậy, trong thời gian đại dịch, họ vẫn đóng cửa biên giới như một sự phòng ngừa để bảo vệ công dân của họ, đặc biệt là trong hoàn cảnh đại dịch như chúng ta hiện nay. Tôi không biết biên giới có nên được mở như thế không? Và điều đó cũng khuyến khích những kẻ buôn lậu, những kẻ buôn người, hoặc những kẻ buôn ma túy, tất cả những nhóm người bất lợi cũng sẽ trà trộn vào. Và điều đó không tốt cho nước tiếp nhận, không tốt cho Hoa Kỳ. Còn câu hỏi nào nữa không? Thưa sư phụ, con nghĩ tới một điều gần đây. Ấn Độ đang trải nghiệm con số người nhiễm bệnh COVID kỷ lục và số người chết kỷ lục trước đây. Gần đây, bệnh viện thậm chí phải từ chối nhận người, và một số bệnh viện thậm chí thiếu bình dưỡng khí, và điều này rất đáng lo ngại. Con thắc mắc vì sao Ấn Độ lại trải nghiệm tình huống không may vào lúc này. Con biết rằng gần đây, một trong những lễ hội lớn nhất đã diễn ra, khu hội cung thu hút hàng ngàn người, có lẽ thậm chí hàng triệu người, và lễ hội này vẫn được tiến hành ngay cả giữa lúc đại dịch. Có phải đây là một trong những lý do mà có quá nhiều người nhiễm bệnh và chết vào lúc này không ạ? Điều đó rõ ràng không phải sao? Có lẽ họ mở quá sớm. Nhưng Ấn Độ là quốc gia rất lớn và đông dân. Tôi nghĩ chính phủ cũng không muốn hạn chế người dân quá lâu. Và nhất là liên quan tới lễ hội, một sự kiện vô cùng lớn. Và theo tôn giáo, lễ hội này vô cùng quan trọng.
Vì vậy có lẽ chính phủ không thể thực sự cấm điều đó. Ấn Độ là một quốc gia rất sùng đạo và lễ hội Kumbhela giống như là Mesa, hàng trăm ngàn người đến mỗi năm, con số lên đến hàng triệu. Trong tình huống này, nhiễm COVID rất dễ lan tràn. Có lẽ đó cũng là một trong những lý do. Nhưng ở nhiều quốc gia khác, hiện nay họ cũng có vấn đề như vậy. Và COVID tự biến đổi. Cho đến nay, thậm chí đột biến kép thể và nó tự sắp xếp lại để tránh bị vaccine vô hiệu hóa. Virus này rất đặc biệt. Tôi đã bảo quý vị trước đây, nó có linh hồn trong đó. Nó quá khôn lanh, dường như luôn luôn đi trước trí thông minh và phát triển của con người một bước. Tôi nghĩ con người không phát minh kịp cho loại virus này đâu, cho nên đó là chỉ là nghiệp. Rất khó tránh bệnh nghiệp này, rất khó tránh loại bệnh này. Và có điều là không phải như nhiều đại dịch hoặc bệnh dịch khác mà mình có thể có vaccine rồi sau đó nó sẽ chết. Virus này với một số người thì hết bệnh, một số người thì không hết bệnh, và có tường trình từ dưới thẩm quyền là họ làm nghiên cứu và nói rằng 1/3 số bệnh nhân bị nhiễm cần rất lâu mới hồi phục, hoặc nhiều người hồi phục rất lâu, thậm chí hơn một năm, và về sau đó họ vẫn không cảm thấy như trước. Họ vẫn cảm thấy bệnh dịch này vẫn tồn tại trong họ. Họ nói 1/3 số bệnh nhân sẽ có vấn đề về não bộ. Họ gọi đó là sương mù não. Mình có sự suy nghĩ và cảm giác mơ hồ bên trong não nên nó được gọi là sương mù não. À phải, họ cũng bị như vậy, ít nhất 1/3 số bệnh nhân. Họ nói vậy. Cho nên có vẻ như khó mà tránh khỏi virus này. Rất khó tránh COVID-19. Nó cứ thay đổi chiến lược. Và con người chúng ta cứ chạy theo nó thôi, cứ đuổi theo và săn lùng đó. Nhưng dường như hiện tại chúng ta không ở trong tình trạng thuận lợi. Tất cả đều thắng, thậm chí biến thể kép, trời ơi.